Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình. Bây giờ là đến lượt của các phương tiện khác sẽ tiến nhanh vào cửa cống nữa bạn. Chiếc ghe nhỏ này đã gặp bất lợi khi mà va chạm với chiếc ghe lớn hơn nó nha bạn. Áp lực nước chảy mạnh đã khiến cho chiếc xà lan nhỏ này rất khó để có thể thoát ra khỏi cái cống như vậy.
không thể tiến lên được nữa. Anh tài công đã cho phép chiếc ghe anh ấy lùi lại như vậy. Các bạn hãy thử đoán xem coi chiếc xà lan nhỏ này có thể thoát khỏi cái cống được hay không nha. Với chiếc ghe nhỏ này thì anh tài công sẽ lấy đà cho nó từ xa để có thể thoát ra khỏi cái cống một cách an toàn như thế này. Mình cũng hy vọng là chiếc ghe gỗ này sẽ thoát ra khỏi cái cống thành công.
Có rất là nhiều muối được nhiều chiếc gỗ này dự trữ để bán lại cho khách hàng.